chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Phản ứng bất ngờ. Và đúng vị, chương trình Phản ứng bất ngờ do công ty Color Entertainment phối hợp với đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 20:35 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Và đúng vị, đến với chương trình Phản ứng bất ngờ, những người chơi chúng ta sẽ trải qua những thử thách vô cùng nhẹ nhàng, đầy tính nhân văn, lúc nào cũng yêu thương họ, mong muốn họ biểu hiện cảm xúc của mình, nhưng có điều kiện, đó chính là biểu hiện ngược lại hoàn toàn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với đội chơi thứ nhất. Được không anh? Được không chị? Bạn trẻ ơi, hết rồi. Nhạc rồi. Trời ơi, anh kiếm chụp quá kìa. Trời ơi, hết nhạc rồi. Mình hãy giới thiệu thành viên đội mình đi ạ. Dạ, lời đầu tiên xin cho phép Quỳnh Lý gửi lời chào tới anh Ngô Kiến Huy, chị Sa cũng như tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Và Vi Vân cũng xin gửi lời chào đến tất cả khán giả. Chào MC xinh đẹp, cùng toàn thể các bạn. Dạ, còn em là Nguyễn Anh Tú, em như hai bạn này. Dạ, chào. Rồi, vậy đủ rồi em. Rồi, xin mời các bạn hãy về vị trí của đội mình ạ. Xin mời. Theo lời giới thiệu của đội 1 thì đội 2 cũng có một cái tài năng diễn xuất khủng khiếp dữ lắm. Bậc thầy đó. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với đội thứ 2. Ekip nè, ekip nè. Mọi người ơi, mình vừa làm gì vậy? Mình chào hỏi. Chúng ta dạ, có biết nhau à? Dạ tụi em thân lắm thì tụi mình nè. Thân lắm. Đội 5 người nè, đội năm người. Nè. Nhớ tụi em không? Anh hình như nó có một cái sự miễn cưỡng trong này á mọi người. Không có, tụi em tự nhiên gần chết. Tụi em đừng có đâu, lúc nào đâu. Đầu tiên các bạn hãy giới thiệu xem là mình là từ đâu đến làm nghề gì, tên tuổi như thế nào. Em này từ quận 8, mình Khánh từ đâu? Em từ... Mình dài dài xíu, mình chi tiết xíu được không em? Khánh tên là Khánh. Khánh mình tên là Nam. Ngọc Khánh. Có rất là, nhiều là Khánh. Ngọc biết Ngọc tên gì vậy? Ngọc tên Ngọc. Nói chứ Khánh tên là Quốc Khánh, hiện tại Khánh đang làm diễn viên tự do, không ai ràng buộc. Diễn viên tự do á anh. Rồi, dạ. Tới em. Em thì tên là Trà Ngọc, rồi Như Trên. Như Trên là diễn viên tự do đó hả? Không bị bó buộc. Dạ, em tên là Lê Nhân và em cũng là diễn viên tự do, không ràng buộc. Rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Chúng ta thật sự là một team quá đoàn kết với nhau, chúng ta đi về đi. Dạ. Vô, đi bên này, đi bên nào. Tên đội mà. Tên đội. Chương trình đâu cần tên đội. Không cần em. Chứ mà mình vẫn đặt. Có tên đội rồi. Cái tên tụi mình là không phải là Lavabo hay là phải mang tuy gì hết, mà tên là Ba Ra Bẹn. Rồi quá. Cảm ơn các bạn đã vừa tốn một thời gian là 5-6 tháng vô nghĩa. Tên các bạn là đội 2, xin mời các bạn. Ủa, vị trí. Tụi em cũng không được là Ba Ra Bẹn đó hả? Đâu. Ở như kỳ vậy. Đội 2 hả? Đội 2. Hai đội sẽ lần lượt lên tham gia một thử thách của chương trình. Mỗi đội sẽ có 3 bạn nhưng chỉ có 1 bạn sẽ thực hiện thử thách của chương trình mà thôi. Và 3 thành viên của chúng ta sẽ diễn như thế nào đó để cho đội đối phương không đoán ra được ai là người đang chịu cái thử thách của chương trình. Và nếu như mà đội ở dưới chọn đúng thì chúng ta sẽ có 1 điểm, còn nếu chọn sai thì sẽ không được điểm nào hết. Và để hỗ trợ cho các bạn á, trong cuộc thi ngày hôm nay á, thì sẽ chương trình sẽ có một nhân vật vô cùng đặc biệt, đó chính là anh Bảy thuộc tổ 10 khu phố 2 sẽ hỗ trợ các bạn trong các thử thách của chúng tôi. Xin mời. Anh Bảy đây nè. Bây thôi, giờ chúng ta sẽ thử đi. Chúng ta sẽ cho các bạn biết cách vận hành của cái áo này nha. Trò chơi ngày hôm nay của chúng ta đó chính là công chúa khó ở. Sắc đẹp ở đây là vòng eo càng nhỏ sẽ càng đẹp. Và dĩ nhiên dòng eo này đang là dòng eo bánh mì. Cái gì bánh mì? Bánh bò chứ. Cái này bánh mì. Chị. Bánh mì mà mày dính nước nó nở ra. Chuẩn bị nha. Là chuẩn bị phát ra. Wow. Nửa đây.
chết rồi, sắp chết rồi. Mặt hơi đỏ, sắp nước ngập đôi rồi. Đó. Cột lại luôn. Đây, chúng ta đã có dòng eo con kiếm. Cười, 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 mình cười, cười nào, mình cười, cười nào. Em ơi, thở nổi không em ơi, thở nổi không? Mở cái hơi thở nhỏ. Làm sao không mở được. Em để đây dẫn tiếp nha, anh dẫn vô bác sĩ. Cấp cứu. Cấp cứu. Và các bạn đã biết luật chơi chúng ta rồi. Và trò chơi đó chính là công chúa khó ở. Nhiệm vụ các bạn là phải diễn cảm xúc ngược lại với những gì mình đang trải qua, đánh lừa đối thủ. Chúng ta ở vòng 1 này sẽ phân chia đội chơi. Có một điều đặc biệt là có một đội chơi đã có màn giới thiệu rất là hoành tráng. Rồi chúc mừng lên chơi trước. Chúc mừng nha lên chơi trước. Đội rất xa đúng nha. Đội Quốc Khánh đi trước ạ. Chúc mừng. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với vòng 1 của chương trình Phản ứng bất ngờ với tên gọi là Công chúa khó ở. Ba người chơi của đội 2 đã vào vị trí sẵn sàng. Chúng tôi rất là đầu tư, họ có sẵn những bộ trang phục rất là quý sở tộc. Rồi. Đó. Và dĩ nhiên, chỉ một trong số 3 người của đội 2 đang sở hữu dòng eo con kiến thiệt. Nhưng mà lần này thì Huy và Sam sẽ không phải là người siết nữa. Đúng vậy. Bởi vì chúng tôi rất là yếu. Chúng tôi cử ra đây một người yếu hơn. Đó chính là lực sĩ đã 4 lần du địch. Xin mời. Cái gì? Trời ơi trời. Đâu? Nói luôn đi. Yeah. Trời ơi, nhìn thấy thôi là thấy nể rồi. Cái này mà siết thì thôi rồi chứ. Không còn cái eo nữa. Cái này từ eo kia là siết một phát là chắc là hự thôi, không kịp nói tiếng nào hết. Và dĩ nhiên là sự chúng tôi sẽ siết từng người một. Và các bạn hãy nhìn vào sắc mặt, thần thái của họ và đoán xem liệu rằng họ có bị siết thiệt hay là đang diễn. Lực sĩ, bạn muốn siết chị Cano trước hay là bé Khánh trước hay là cô bé giỏi hờn ngoài kia trước? Lady Frost. Lady Frost. Lady Frost. Cái giọng như mới sát thủ vậy. Lady Frost. Rồi, nào lực sĩ xin mời bạn qua bên đầu cầu bên kia. 3 2 1 siết. Qua sống đi em ơi. Em không. Em không thối nổi luôn chứ đừng. Rồi diễn đi em, diễn đi cho chị coi nào. Anh ơi tới đó là hết rồi đó. Ủa sao rên Ngọc? Ủa thằng đau mà sao rên? Hả? Ủa sao đau mà rên? Cảm ơn lực sĩ. Rồi cảm ơn bạn. Chà Ngọc diễn không bằng lực sĩ luôn chứ bộ. Anh lực sĩ diễn hơn chà Ngọc luôn. Diễn nhiều hơn chà Ngọc luôn. Mà anh Ngọc mới diễn luôn. Cái gì luôn. Cái đó là gọi là tùy nét diễn. Tùy nét diễn. Buông ra nó không có tăng đơ lại. Nó yên nó luôn kìa anh thôi. Đúng rồi. Mình giữ yên khi mà đội kia đón xong thì thôi. Mọi người có thể giao lưu và hỏi thăm bạn bè của mình. Em sao Ngọc? Ngọc ơi. Đó. Mình đếm một hơi từ 1 tới 100 được không? Hoành thánh xa xíu với lại cái bao tử bây giờ nó hòa vào nhau rồi nè. Bà lực sĩ xuống thẳng bên này nha. Ông lực sĩ giọng. Trời ơi, anh săn áo luôn rồi. Săn tay áo luôn rồi. 3 2 1 siết. Từ rồi. Từ từ đi. Đau. Chị nét giả vậy trời. Mười. Tám. Rồi. 7 6 5 4 Siết mạnh lên. Anh siết mạnh lên chèm, anh siết hết. Bung hai tay ra. 1 và hết thời gian ngưng siết. Không có xấu tính với tay tôi gian không được. Khánh nó xỉu rồi. Khánh ơi em ổn không? Khánh ơi, Khánh ơi mới có Khánh mở ơi. Là Khánh em ơi. Diễn Khánh cái nét gì là bị siết hay là không bị siết? Em diễn cái nét gì là bị siết hay không bị siết? Khánh. À là không bị siết hả? Khánh. Đâu không nói nên lời. Đồ báo gạo tiền. Khánh. Đồ báo gạo tiền. Tới bạn tiếp theo nào. Rồi rồi. Chị Khánh ơi. Thôi cởi áo rồi. Thôi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi quý vị ơi. Anh ơi. Nhẹ đi chứ em mời ăn hủ tiếu anh ơi. 3 2 1 siết. 10 9 7 8 9 4 3 gì vậy trời? 5 2 siết đi. 1 ngưng. Ngưng. Ủa sao đỏ mặt vậy? Tại anh gần á. Anh gần đỏ mặt hả? Chứ mày bị siết đỏ mặt hả? Bị siết cái bụng sao đỏ cái mặt? Bị siết cổ mới đỏ cái mặt chứ trời. Ủa có khi nào không ai đeo một cái gì luôn không?
Thì không biết cái đó thì không biết. Ê Tú, tôi nói quyền đá miễn giả hả Tú? Quận Tư nha, gần nhà Khánh nha Tú nha. Tú đừng nói vậy. Trước khi chúng ta đến phần kết luận cuối cùng, hãy cảm ơn bé lực sĩ đã bốn lần du lịch. Em cảm ơn. Anh là anh diễn giỏi nhất trong ba người luôn. Theo em phân tích gì đi. Bây giờ em thấy nè, người đầu tiên là Trà Ngọc. Khi bị xiết, Trà Ngọc không có diễn, Trà Ngọc đứng im lặng. Có nghĩa là Trà Ngọc cắn răng chịu đựng. Quốc Khánh diễn sức quá lố, không có tâm lý bên trong, bỏ. Ê, nha, đừng nói vậy nha. Khánh ơi, bạn đi học là diễn xuất đi Khánh. Ê, nói gì vậy? Ủa, gì vậy? Giờ tốt nghiệp chưa? Rồi. Tôi chưa. Ủa, xí sau chặt rồi xong còn nhiều hơi nói chuyện chứ. Trời ơi, nhả dai rồi. Trời đất ơi. Vậy là mình loại được một người rồi đó. Rồi, một người. Bây giờ còn Lê Nhân với lại Trà Ngọc thì Quỳnh Lý em nói cho chị biết rồi, coi ý em là sao? À, thiệt ra hồi nãy mà xiết Ngọc á, bạn đằng sau diễn rất là dữ thấy không? Bạn sao đỏ mặt đỏ mày luôn, xiết căng mặt luôn, mà Ngọc thì cái nét Ngọc rất là nhẹ mà nó không có trùng khớp. Còn hồi nãy anh Lê Nhân có một điểm nha, là lúc mà bạn đó gật y tay đây nè thì anh Lê Nhân trời ơi sao bị lôi, tức nghĩa là có một sự tác động gì đó với anh Lê Nhân. Ủa không, đó anh diễn đó em. Không, anh đang quay mặt lần trước mà chị anh thấy đó mà anh có bị tác động cái đó. Chị biết là anh Lê Nhân là một cái gọi là đỉnh cao của diễn xuất. Cái lúc mà gằn á, thì thay vì người ta gằn giả thì người ta sẽ không có khớp gì cái lúc mà ta siết không? Đúng này rồi. Vừa siết vừa gằn tức là có thiệt, em hiểu không? Phải có cái sơ hở thì mình nhận ra, chị nghĩ là anh Lê Nhân á. Ủa, đội nghĩ dưới đây là diễn cho anh Trinh kia biết vậy luôn á hả? Ừ. Đó. Rồi ok, vậy okay, thì đội okay, chúng ta okay. Sẽ chốt đáp án là ai? Chọn Trà Ngọc. Trà Ngọc. Em. Chọn Trà Ngọc hả? Trà Ngọc hay là lấy số đông đi chị, chọn Lê Nhân. Còn em chị còn nói chuyện được nha, em vẫn nói chuyện bình thường nha, chứ em chưa có chết nha. Quốc Khánh là người em không chọn. Ê. Em sai rồi, sai rồi. Cái gì anh chuyện giả quá, cái gì giả gì giả gì hai nhiều mà không có bên trong nè. Từ từ quyết luôn ha, quyết luôn. Ok, em là quyết định đó. Ok, nào cũng được. Rồi cuối cùng em chọn chính là Lê Nhân. Ủa là không có bao nhiêu ý kiến hả? Chưa. Chưa. Các bạn, đây chỉ là tình nghi thôi. Đúng. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn một cơ hội để các bạn xác nhận lại. Xác nhận một người à, có đáp án cuối cùng. Anh ơi, còn chị lực sĩ nữa trong đó anh. Người được các bạn tình nghi nhiều nhất sẽ do lực sĩ kéo thêm một lần nữa. Và hai người còn lại sẽ do là Huy và Sam kéo. Rồi chưa? Hello Tô. Cái đó cái đầu. Rồi, mình làm hết lệnh nha. 3, 2, 1, kéo. Rồi. Dần mọi người ơi. Chị sao mà chị có mối thù với em? Hay nói vậy nè, hình như chị kéo thiệt. Thì đó, chị kéo thiệt mà. Đáp án cuối cùng các bạn bây giờ sẽ xác nhận nè. Cho em coi tay chị Sam được không? Đây. Ok. Đó. Không có gì. À, là sao? Tay bạn này đen đỏ, đỏ này, tay bạn này đỏ luôn. Sức đen của mọi người khác. Ê, nghi ngờ mình xíu được không? Bây giờ cho diễn 3 giây nghi ngờ cho máy bắt hình thôi, hiểu không? Ok, có diễn á. Cho cơ hội. 1, 2, 3. Nghi Khánh quá à. Đó, thầy về cho máy bắt hình đúng không? Về có đường ghép với ai không nghi tôi diễn giả mốt làm nghề khó. Giờ sao, mấy em nghĩ cho Trà Ngọc hả? Bạn nghĩ Trà Ngọc đúng không? Thì thôi, cho Trà Ngọc đi. Đáp án cuối cùng là Trà Ngọc. Chúng tôi cho đáp án. Mời các bạn bên phía trước ạ. Chỉ có một dòng eo. Đúng rồi, xích Ngọc. Có nhiều dây nhất là dòng eo thiệt, còn lại là những vòng eo giả. Chuẩn bị nhá. 3, 2, 1 các bạn quay lại nha. 3, 2, 1. Xin mời. Leo lên, leo lên. Leo lên chưa đi. Ủa là ta. Lê Nhân, Lê Nhân. Rồi khóc đi em ơi. Em khóc không. Em không nói nổi luôn chứ đừng. Đâu. Được rồi. Tôi tao lên. Đau. Được rồi. Tôi tao lên. Đau. Một. Chiếc. Xin lỗi nha, chưa xiết mà eo là bao nhiêu rồi nha mọi người. Tôi cố tình diễn giả để mọi người. Thôi. Để chi? Để mọi người để đừng bút show nữa. Để mọi người đừng bút show nữa, diễn giả. Và công chúa khó ở trong vòng 1 chính là Lê Nhân.
Vậy là đội số 1 đã không ghi được điểm trong phần thi này. Bây giờ là đến lượt thi của đội số 1. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Phản ứng bất ngờ. Và đây là phần chơi của đội số 2. Và quý vị, đây là phần diễn xuất thể hiện khả năng qua trường lớp đào tạo bài bản về những khuôn mực cảm xúc xuất thần của đội 1. Có một thành viên trong 3 thành viên trong này là sẽ được đứng trên một cái vòng xoay, một cái vòng xoay và sẽ được xoay quay 15 vòng. Đúng đó, vậy. Quay 15 vòng này. Và sẽ xoay liên tục. Sau đó sau khi hoàn tất xong 15 vòng thì bạn đó sẽ tiến ra phía trước, dùng ly nước đổ khéo léo vào trong cái chai. Và đội của chúng ta sẽ quan sát xem trong 3 thành viên thì ai là người đứng trên cái vòng xoay thật. Những bạn còn lại có thể là không bị xoay nhưng mà diễn lố như lòng này. Vậy bây giờ là phần thi của bạn số 1. Xoay đi bạn, 15 vòng nha, để Huy vô đếm. Rồi, xin mời. 1 2 3 3 3 8 10 Nhẹ nhẹ. Dạ quá. 12 13 13 rưỡi. Trời ơi, 13 19 rồi, 15 vòng xong. Xin mời. Cảm ơn. Rồi đây, hướng này ra đi nào. Rót, rót, rót đi. Hãy rót bằng cả trái tim nào. Cố lên nè. Đổ cái nào cũng được, mình đổ vô đây, mình đổ vô đây, mình đổ vô cái chai nha. Mình đổ nước vô chai nào. Diễn có kỹ thuật của em ơi. Trời ơi, Vân thiệt. Lớp đi trước mà, chỉ hơn lớn hơn mình cả hàng mấy chục tuổi. Tâm lý vẫn bất biến nha. Ghê lắm. Cái này gọi là trải qua được một cái sự dư chứng tâm lý nặng nề lắm. Ổi luôn rồi. Tỉnh hết. Mình dùng cái ly đó, mình rót cái ly nhỏ này, thấy không? Mình dùng ly nhỏ này, mình rót vô ly lớn lại. Nào không? Đúng rồi. Đó, xong rồi mình lấy ly lớn này mình rót ly nhỏ tiếp. Cái gì vậy? Mọi nói lại không? Nghe không kịp. Đó, rồi mình lấy cái ly này mình rót ly nhỏ. Ủa cái hành động này có nghĩa lý gì anh ơi? Chơi vậy thôi chứ không nghĩa lý gì hết. Rồi lấy cái ly nhỏ này rót cái chai này. Rót vào cái chai. Trời đất ơi, sao hành động cử chỉ. Rồi. Rồi. Rót vô cái chai, rót rồi, rót đầy cái chai là bạn thắng. Ủa. Vậy nè, rót đi. Rồi. Chúng ta hai bạn còn tỉnh quá. Cái này quay nó chóng mặt lâu thiệt á, y như kiểu mình bị say xe, cảm giác mình mắc ói, mình nó cứ khó chịu. Đúng rồi. Ôi hồi nãy ở chương trình thả con heo rừng như em hay sao, nãy nhìn chậm chậm vậy. Không, em cứ không vững, em phải chỉnh vô cái đó, hiểu không? Bị xoay vậy nè. Đúng rồi. Thôi, bên em có nghiên cứu rồi. Theo như em được biết nha, mà mình bị mất cái sự cân bằng đó thì cân. Mì cân hay là gì? Không, cái cân bằng. Cân. Ở thể này mà. Ở thể sao mà chị đâu có đứng nơi vững đâu. Thì chị Vân sẽ không có kịp định hình. Đúng vậy. Cái dây thần kinh số 24 chèn lên cái dây 19. Chắc chắn luôn á. Nó nghe nè. Sao dây thần kinh mà giống như đường giao thông vậy? Thôi giống như dây điện. Đúng rồi, anh biết cầu vượt quận 2 không? Bây giờ cái dây thần kinh chỉ như vậy nè. Đang vô nhau đúng không? Căng lắm á. Bởi vì nếu mà có xoay thiệt thì mới như vậy. Nghe chị Cano người ta hỏi câu hỏi chất lượng đây nè. Chị Cano, hỏi đi anh. Nể độ mình đi nè. Cái bàn xoay dài bao nhiêu mét? Thì cái bàn xoay nó cỡ vậy thôi. Không biết rồi. Không biết rồi. Em phải em biết là cái đó, nhưng mà đúng. Em đang nói là tại cái tay em nó bị choáng, nó vẫn còn choáng. Rồi, câu thứ hai, em đứng hai chân lên bàn xoay hay là một chân trên chân dưới hay sao? Đứng hai chân lên bàn xoay vậy nè. Rồi, sai luôn, bảy luôn. Nhưng mà có một mình chị, ai xoay cho chị? Ừ. Thì chị vịnh vô đó chị mới thấy rung rung không? Mà cái bằng giấy sao em vịnh được? Đúng. Em kết luận là một điều là công nhận chị Vân đi từ trong đó ra là loạn chọn. Đúng. Cái nét loạn chọn rất là thật. Loạn. Ok. Đó đi. Cái loạn em ở quận 2. Ok, ở bển nha. Cảm ơn cô gái quận 2. Thôi chị thì xin mời chị, hãy vào vị trí. Xin mời chị. Xoay nhức đầu lắm hả? Xoay nữa hả? Xoay nhức đầu, giờ xoay nữa. Bây giờ tới bạn số 2 nè. Rồi bây giờ bạn số 2 chuẩn bị sẵn sàng nha. 3, 2, 1, bắt đầu. 1 2 Anh có thể đếm nhanh thôi được không anh? 9 10 22 24 15. Rồi, đủ 15 vòng. Xin mời bạn hãy bước ra rót nước. Đây, hãy ra đi nào. Tốt nghiệp rồi nha, Tú ơi. Tốt nghiệp. Đàng hoàng nha, Tú mới tốt nghiệp nha. Em rót cái nào? Đây, cái giữa. Em rót cái này vô cái này, cái này vô cái này, cái này ngược lại cái này, cái này vô cái này, rồi rót vô chai này. Mời Tú.
Ok. Tú đã từng chia sẻ người nào mà đoán được nét diện của Tú là thầy của Tú. Chỉ là thầy mới đoán. Ủa vậy anh có biết là trong trường em ai cũng là thầy Tú không? Duyên dáng. Ai cũng biết cái nét này. Thương Tú. Thầy cô có như thế nào? Ủa Tú ơi, có thấy đường không anh ơi? Tú ơi, khóc cái gì vậy? Rồi mình đổ cái ly nhỏ đó vô lại cái ly đủ lớn. Đủ lượng cái siêu huynh cái gì. Rồi cái ly lớn nó vô lại ly lớn hơn nè. Rồi, từ xong lớn. Rồi lấy cái ly lớn hơn vô cái ly nhỏ nè. Đó, đúng rồi. Ủa sao mình cực cái vậy? Đúng rồi đó. Cũng có hỏi cha vậy đó. Rồi từ cái ly nhỏ đó cho cha rồi. Em từng ngồi nhậu với Tú rồi, đây không phải nét xỉn nha. Wow. Thấy ghê chưa? Ghê. Nào, mời phỏng vấn. Hắn nói gì coi, nói gì ý thức coi. Mối quan hệ tình cảm của anh dạo này anh có quen ai không? Tình cảm dạo này sao? Có yêu đương không? Yes, no, best friend đó. No. Mọi người ơi, chúng ta đã xây dựng chương trình là phản ứng bất ngờ. Chứ không phải là những mối quan hệ bất ngờ. No. Mọi người quay trở lại với không khí. Nào. Rồi, chuyên môn. Thật sự thì em nghe đầu tiên nghe chị Vi Vân nghe đùng đùng. Đúng. Nghe anh Tú cũng đùng. Em thắc mắc là cái bàn đó nó hình dạng như thế nào? Đó là cái bàn giống cái bàn ủi không? Cái bạn ủi thì mình ủi đồ mất mớ gì mình đừng đứng lên đó mình xoay. Nhưng mà tại sao anh xoay là nghe tiếng đùng đùng? Thì mình đâu ai xoay cho mình đâu. Em tin là anh Tú đã xoay. Bởi vì khi mà xoay á, mọi người biết là phải có cái lực gió thổi vô mặt mình và cái trán Tú hôm nay hơi cao. Chắc là lực gió nó thổi. Không có liên quan gì. Gió nó thổi tóc nó bén lên. Hạnh, thời gian mà đặt câu hỏi đã hết rồi. Với những câu hỏi rất chuyên môn của bạn, lần sau chúng ta không mời bạn hỏi nữa. No. Xin mời Ngọc. Theo em nha, một người đàn ông như anh Tú sẽ không bao giờ nói dối. Em tin anh Tú. Hai em đừng đánh tâm lý anh nữa. Thật sự luôn, em tin anh Tú. Và đặc biệt là những cái gì mà Khánh nói á, là em có nhìn thấy là đèn nó đánh vô cái chán anh luôn. Cho nên nó bóng lắm. Và em tin là anh có xoay thiệt ở trong. Em tin wow. Anh Tú à, cấp Tú đi, cấp. Mời Tú về trường. Vô đây. Chàng trai cuối cùng. Nào bây giờ bạn sẽ xoay theo khẩu hiệu của Sam nha. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3, 3, 3, 5, 9. Ủa đếm cái gì vậy ta ơi? 10. Nào phía sau. Một vòng nữa bạn, một vòng nữa. 1. Ủa kìa anh đếm kìa. 2, rồi xin mời bạn bước ra. 10, 12, 1, 2. Đẹp trai rạng ngời. Cuối cùng. Bên đây. Rồi. Gió cái này vô cái kia. Cái kia vô cái nhỏ. Vô ly nhỏ hơn. Đúng rồi. Cái nhỏ rồi, nó ngược vào cái lớn. Rồi, cái lớn hơn. Đúng rồi. Dùng cái lớn hơn rót vào cái nhỏ hơn. Cái này nè, đúng rồi, rót vào cái nhỏ hơn. Cái nhỏ hơn đó rót vào cái chai. Còn cái chai đổ vô cái túi quần. Cư xử vậy sao được. Hay quá. Cái tóc bây giờ nó gàn sao hết luôn rồi đó Khánh. Không, Khánh thấy có một sự cố tình không hề nhẹ. Đây ở đây có một cái sự chiến thuật. Tại vì hai người này ra rất là diễn. Còn Quỳnh Lý ra mặt xanh lè, không có diễn gì hết. Cái nét rất mệt, cái nét mệt thiệt nha. Nói về một cái thuyết bình thường nha. Là Quỳnh Lý mệt thiệt. Về thuyết âm mưu là có thể là Quỳnh Lý cố tình diễn như vậy. Đúng rồi. Cố tình diễn giống như chàng Ngọc hồi nãy đó. Khó lắm, cái nét nó khó lắm. Phải ra làm được đâu. Mình cùng lớp với chàng Ngọc mà. Thật sự, một người chị học cùng lớp. Tại Ngọc bị ở lại lớp á chị. Ai mượn em? Ai mượn em? Ai ép em làm điều rồi đó. Nói đi. Thì cái nét của Quỳnh Lý á là vẫn như ngày nào, thô sơ mộc mạc. Em nó không biết diễn mọi người ạ. Không biết diễn chứ không phải là nó diễn không tới đâu. Là không biết diễn. Cho nên là một cái sự xúc động nhẹ. Và Quỳnh Lý có kiểu đổ nước kiểu đó. Thì em nghĩ là Quỳnh Lý là cái người đứng trên bàn xoay rồi đó. Không hề, sao các bạn suy nghĩ đơn giản như vậy được? Làm sao mà đơn giản như vậy được? Đây là một nét diễn như bạn nói là. Nhưng mà em nghĩ là anh ơi, bây giờ mặt Quỳnh Lý đang biến sắc anh ơi. Có một cái sự xanh nhẹ. Lúc này bạn cảm thấy là ổn hơn chưa? Em ổn mà, em đâu phải là xoay trên bàn xoay đâu. Mà là em xoay Ngọc á. Em bị xoay bởi Ngọc. Xoay bởi Ngọc. Quá thâm thúy. Em thích chị mà em nói dối chị là sao? Bây giờ sao? Là có xoay hay không? Thì em xoay đó. Là có xoay đúng không? Chị tin em. Trời. Sao dễ vậy? Trong tình yêu người ta mê muội lắm. Mê muội. Mê chuông.
Vậy bây giờ chúng ta sẽ cho ba bạn cùng quay một lúc và sẽ cùng bước ra và làm lại những cái động tác như hồi nãy giờ, và các bạn sẽ nhận xét lại một lần nữa. Căng quá. 3, 2, 1, 15 vòng nào. Ủa, hai cái người này sao vậy ta? Hai người này sao? Hai người này đang quay. Đúng rồi, làm phân tâm quá. Rồi, xong rồi, xin mời các bạn bước ra. Rót nước đi nào. Ra rót nước đi nào. Lại y chang vậy đó. Đúng rồi, y chang, mình ra đi. Rót cùng nhau. Nhiều chị Phan ra ơi, đi. Em xạo quá rồi Phan ơi. Đừng nói chuyện với em, đừng em, từng. Đừng nói chuyện với em. Cái này là riêng sân khấu nha. Cái này là sân khấu. Rồi, vô, rót đi. Rót rồi. Ai rót đầy chai trước là thắng. Tú vô cái ly nhỏ chứ. Tú không có rót vô đầu bạn, Tú. Tú rất rót vô đầu mình. Rồi, ngưng thời gian rót. Bây giờ nó được hỏi ý, cảm nhận của mỗi người sau khi xoay xem như thế nào nào. Em không muốn nói gì hết, anh đừng hỏi. Thiếu rồi, Tú. Thiếu bao lần não. Thiếu bao lần não. Thì Lý. Em vẫn còn xoay Ngọc. Hãy đoán đi nào. Trong ba người là em tin vào cái phản ứng của chị Vi Vân nhất, tại chị giả nhất. Chị giả nhất luôn. Cho dạ. Nên là chị sẽ là Quốc Khánh 2. Bị loại ngay từ không đầu. Không hả? Em sao vậy, em nói gì không không. Cãi. Anh chào thấy anh Lê Nhân thấy sao? Anh thấy Vi Vân diễn thì nó rất là thật luôn, cho nên anh sẽ chọn Quỳnh Lý. Trời ơi. Em đồng quan điểm với anh Chào, tại vì anh Lê Nhân Chào là tại vì bản thân em nhìn ai nhìn vô cũng biết chị Vi Vân không xoay mà chị vẫn diễn như chị xoay. Đúng rồi, cái này là nét diễn trơ đó. Không, sao cái game này chị em... Vân trúng phim nhựa luôn. Đúng rồi. Nên ai cũng biết chị không có gì nhưng mà chị vẫn diễn như chị có gì. Thôi bây giờ coi như là em không chọn chị đi. Thì em không chọn... cô gái đến từ sau quả. Em đi Nguyễn Anh Tú, bởi vì em thấy cái chuyện mà Quỳnh Lý thì nó hơi theo thuyết âm mưu thì nó hơi quá dễ dãi. Quyết định của các bạn là các bạn chọn Quỳnh Lý. Đáp án cuối cùng Quỳnh Lý. Anh Quỳnh Lý. Quỳnh Lý. Quỳnh Lý. Quỳnh Lý. Đáp án cuối cùng. Cho đáp án, xin mời các bạn về lại vị trí đứng đây. Chúng tôi sẽ cho các bạn đáp án ngay bây giờ. Đầu tiên, chúng tôi sẽ cho họ tiếp tục xoay và sẽ mở màn của từng người một. Dĩ nhiên là các bạn sẽ thấy rõ được ai là người đứng trên màn xoay rồi. Còn đợi gì nữa nào? Đầu tiên, mời các bạn 3, 2, 1 xoay đi ạ. Bức màn đầu tiên, chàng trai diễn sau. 1. Để coi đang làm gì chồng. 2. 3. Ở trong mặt quá, hay quá, hay quá, xuất sắc quá Tú ơi, rất là chuyên nghiệp. Và em với anh sẽ cùng đồng loạt mở hai ô bông này nha. Rồi, 3, 2, 1. Như vậy tiếp tục là một sự lựa chọn sai lầm từ đội 2. Các ơi. Bạn không được điểm trong vòng đầu tiên này. Trải qua vòng đầu tiên thì cả hai đội bây giờ đang ngang tài ngang sức với nhau. Để xem với vòng 2 này thì đội nào sẽ vươn lên giành ưu thế. Xin mời các bạn hãy cùng nhau đến với vòng thi đấu kế tiếp.